Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đường DA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nền tảng khá quen thuộc với anh em trong thời gian gần đây. Nếu anh em thường xuyên theo dõi các chương trình AMA, nếu như anh em thường xuyên theo dõi các nguồn tin tức báo chí, thì có thể anh em đã biết tới một nền tảng có tên là Followin. Đây là một nền tảng mới được phát triển bởi Việt Nam, và nền tảng này đang phát triển theo hướng là trung tâm tin tức Web3. Tức là nơi sẽ cung cấp cho anh em rất nhiều các thông tin về nền tảng crypto, đặc biệt là tổng hợp các nguồn tin tức báo chí tương tự như là báo mới, nhưng mà khác báo mới ở cái là báo mới là tin tức tổng hợp, còn ở đây thì sẽ là tin tức tổng hợp về tin báo chí và các nguồn KOL về chuyên biệt về crypto. Đây là một điều rất là thú vị, và đây là một trong những mảng mà hiện nay cũng đang được rất nhiều các nhà phát triển quan tâm. Nhưng nếu như nói về độ hoàn thiện thì mình nghĩ rằng ở trên Followin đem đến sự hoàn thiện hơn và chất lượng hơn hẳn so với những nền tảng khác. Ở Followin thì nếu như anh em trải nghiệm giao diện trên web thì ngay lúc đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trải nghiệm trên web, và sau đó thì các bạn sẽ cùng với mình chúng ta sẽ tìm hiểu về trải nghiệm ở trên các thiết bị di động anh em nhé. Thưa các bạn, trải nghiệm về giao diện trên web ở trên Followin thì anh em thấy web với giao diện rất là trực quan. Nền tảng trên web hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ở đây thì nếu anh em để ý thấy là có tiếng Anh, tiếng Trung, và nếu không nhầm thì có bản giản thể và tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể. Cùng với đó thì có cả tiếng Việt. Dễ hiểu bởi vì là đội ngũ Followin được phát triển là những đội ngũ là rất nhiều anh em người Việt, và với một cái nền tảng tin tức chuyên biệt mà lại có đội ngũ từ Việt Nam thì chắc chắn là nguồn tin được cung cấp sẽ rất là hữu ích với những người dùng Việt Nam. Và nếu như so sánh Followin với các nền tảng khác thì anh em có thể thấy ở trong các cái bài báo ở trên Followin thì anh em đọc nó sẽ cuốn hơn, bởi vì là đội ngũ biên tập đã biên tập lại tất cả những nguồn tin tức báo chí, rồi cũng đã dịch lại rất là kỹ qua các công cụ IELTS và do chính những người kiểm duyệt duyệt tay nữa. Vì thế là các cái tin tức anh em thấy là cái về văn phong các thứ rất là ổn và rất là phù hợp với người Việt đấy. Với các cái nguồn khác ấy, thì anh em để ý thấy là thường họ sẽ dùng Google dịch hay các công cụ dịch để họ dịch và họ đăng trực tiếp lên. Nhưng ở Followin thì đã được biên tập lại qua công cụ dịch IELTS và qua những kiểm duyệt viên. Ở trên đây thì nếu như ở trong phần tin tức thì nổi bật tin hot sẽ được đẩy lên đầu tiên trong mục hot hôm nay. Và phía dưới đây thì sẽ là các cái nguồn tin tức báo chí được cập nhật liên tục hàng phút, hàng giờ. Rất là đa dạng với rất là nhiều các cái trang báo khác nhau. Không chỉ có những trang báo mà ở đây thì còn có cả các thông tin từ KOL. Rồi có cả đôi khi lại có cả những cái tin đồn nhưng được có những cái cảnh báo ở trong đó đi kèm. Và ở trên Followin thì cũng chia rõ ra các thông tin mà về thị trường, các thông tin về Mimi, BRC20, NFT, rồi các chủ đề đấy, được phân chia rất là rõ theo từng thư mục khác nhau. Ở trong phần video thì sẽ là những video đến từ các KOL tổng hợp lại các cái video của các KOL, bao gồm các KOL nổi tiếng trên thế giới và người Việt. Và tất cả cũng đã được biên tập lại một cách rất là chu đáo. Ở phần hướng dẫn đây thì anh em có thể thấy ở đây đó, nhìn chung thì đây chúng ta lướt qua thì các bạn cũng có thể thấy là mọi tin tức của Followin thì rất là ổn, đúng không ạ? Và ở bên này, ở góc bên này thì sẽ có thể, chúng ta có thể xem theo chủ đề. Đấy, ở góc bên này có phần xem theo chủ đề. Đó, các bạn có thể để ý đấy. Đấy, ok. Đó. Và đây có cả phần khảo sát nhỏ nhỏ. Khi chúng ta ấn vào đây thì sẽ tham gia khảo sát về các cái nguồn tin tức, đánh giá các nguồn tin tức. Và trở lại với trang chủ, ở góc bên tay phải đây thì có các cái dự án nóng sẽ được list ở trong đây. Và ở phía dưới đây thì sẽ tổng hợp các kênh Followin chính thức. Đấy, Followin chính thức bao gồm Telegram, Twitter, Discord và một cái kênh khác. Kênh này là kênh gì nhỉ? Kênh này là kênh Telegram, Telegram Bot.
Bên Halloween ấy thì có một cái con bot Telegram rất là hay. Con bot này sẽ tổng hợp các tin tức, báo chí và giá. Đây là con bot rất là hay và mình cũng chưa có trải nghiệm nhưng mà được anh em đánh giá rất cao. Đấy thì anh em có thể thử trải nghiệm con bot này nhé. Rồi ở đây thì ở phía trên đây các bạn có thể tìm kiếm các nội dung web 3 ở trong đây. Rồi ở trong phần này thì có phần bản tin. Đấy thì anh em có thể theo dõi ở đây. Nhìn chung thì chúng ta thấy là qua Halloween chúng ta theo dõi giao diện ở trên web. Thì Halloween tập trung mạnh nhất ở mảng tin tức. Đấy thì anh em để ý thấy. Và nếu như anh em mà cần những cái tin tức chuyên về crypto thì có thể dễ dàng tìm thấy trên đây. Với những cái thông tin cập nhật nhất, nóng nhất và được đến từ nhiều nguồn tin tức uy tín nhất. Bên cạnh việc là anh em có thể là đón nhận những thông tin thì chính anh em có thể cung cấp thông tin cho Halloween thông qua các cái công cụ. Và ở góc trên đây anh em có thể tạo tài khoản và anh em có thể đăng tải những nội dung. Ví dụ như ở đây tài khoản của mình đã đăng tải những nội dung ở đây. Mình đã đăng tải về chương trình Sun Retracting của MetaMask. Trước đây mình đã đăng trên kênh và hôm vừa rồi mình đã đăng lại trên này. Đấy. Anh em có thể thấy, anh em có thể đăng tải chính nội dung các bạn lên trên Halloween. Đây là một hướng rất là hay. Ok. Và ngoài ra thì anh em để thấy góc đây thì có phần tải ứng dụng về. Và ngay tới đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Halloween ở trên điện thoại anh em nhé. Ở trên điện thoại thì anh em thấy anh em cũng có thể vào giao diện giống như ở trên web, tương tự ở trên web. Nhưng anh em có một cái cách hay hơn. Đó là các bạn có thể tải xuống ứng dụng Halloween. Các bạn ấn vào góc trên cùng hình điện thoại, trên cùng bên phải thì anh em sẽ thấy hiện nay thì ứng dụng khả dụng ở trên các thiết bị Android. Và trong tương lai thì chắc chắn là Halloween sẽ có những ứng dụng dành cho iOS. Các bạn có thể download trực tiếp file APK hoặc anh em có thể download qua Google Play. Sau khi các bạn download xong thì các bạn có thể là tham gia vào chương trình Penta. Và các bạn sẽ mở ứng dụng ra để chúng ta trải nghiệm ở trên ứng dụng. Thì ở trên ứng dụng thì được tùy biến một cách tốt nhất dành cho các thiết bị di động. Đấy. Nơi đây thì anh em có thể là theo dõi các tin tức và lướt khá là nhanh. Anh thấy là ở trên ứng dụng thì rất là mượt. Ở trong đây có phần thị trường, cũng có phần member BRC20 với các thư mục riêng ở đây nữa. Và cũng có cả phần video các thứ. Tìm kiếm nội dung ở trên đây thì anh em có thể tìm kiếm nội dung khá nhanh. Ví dụ anh em tìm kiếm về nội dung Binh X, anh em chỉ cần gõ tìm kiếm sẽ có rất nhiều các cái nội dung Binh X ở trên đây. Đấy, với những thông tin chuyên biệt Binh X được cập nhật liên tục, ví dụ như vậy. Đó, và các nội dung khác các bạn có thể tìm kiếm tương tự của mình. Đó. Và ở đây thì cũng có phần bản tin, có phần khám phá. Nơi đây anh em có thể khám phá những cái chương trình AMA đang diễn ra ở trên nhiều nguồn khác nhau. Rồi phía dưới đây thì sẽ có các cái mục NFT hot, các thứ anh em có thể vào đây chúng ta theo dõi các KOL đề xuất. Và ở phía bên này phần của tôi nơi anh em có thể tạo tài khoản và anh em cũng có thể là giới thiệu người dùng này, hưởng lợi ích từ cộng đồng này, được chưa? Rồi các phần khác, các mục khác và ngoài ra thì các bạn cũng có thể chia sẻ nhé. Hoặc là ở đây các bạn theo dõi KOL hay dự án nào thì ở đây cũng sẽ hiện lên các mục yêu thích các thứ và các thiết lập. Đấy. Nhìn chung hiện nay thì Halloween đang hoàn thiện dần các ứng dụng cũng như là hoàn thiện ở trên web, nên trong thời gian tới chúng ta sẽ chờ đợi nhiều thứ hơn đến từ Halloween. Và nếu như lúc này đây mà anh em sử dụng web hay sử dụng ứng dụng thì anh em hoàn toàn có thể là cảm nhận cái những cái lợi ích đầu tiên đến từ Halloween, đó chính là có những thông tin cập nhật nhất và anh em có thể đọc một cách thoải mái nhất với các cái bản dịch đã được kiểm duyệt và đã được biên tập lại rất là chu đáo và kỹ lưỡng anh em ạ. Okay, vừa rồi thì admin đã cùng với anh em chúng ta điểm qua và giới thiệu về một nền tảng tổng hợp tin tức báo chí Web3 về crypto, đó là nền tảng Halloween. Hy vọng là thông qua video này thì anh em sẽ tìm được một nguồn để anh em có thể xem đầy đủ những tin tức báo chí được biên tập lại một cách tốt nhất và hoàn hảo nhất. Ngoài ra anh em cũng có thể trở thành nhà phát triển nội dung cho Halloween và có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn trong tương lai. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.